Hồi trước bạn thấy Hậu làm cái series một ngày làm doanh nhân ấy, hay Hậu làm tiếp cho bạn xem với. Ok. Có được không? Được, được. Chơi luôn. Thắng này. Thắng. Ừ. Đứng đây làm gì? Hả? Đau. 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 Ây yo, xin báo trở lại với channel hộ cáo nha anh em. Thì như hôm trước thì mình có làm cái series một ngày làm đại gia đấy anh em, thì được khá nhiều các bạn ủng hộ anh em nhá. Nên là quyết định thì mình sẽ làm tiếp phần 2. Và phần 2 này sẽ có sự góp mặt của Độ đấy anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ thử thách một ngày làm ăn xin. Doanh nhân, ăn mày. Doanh nhân, ăn mày. Không nhầm. Hôm nay Hậu đã làm một thử thách này thì bạn không giấu Hậu nữa Hậu ạ. Thực ra bạn chính là vươn mày. Ui, đẹp vậy. Đã thế, bạn cũng không giấu Độ nữa. Thực ra bạn chính là... Không ngờ có thể gặp được Hồng Thất Công trong truyền thuyết đấy. Hôm nay, mình đã quyết định thực hiện cái thử thách này cho anh em xem nhá. Không giấu giếm anh em nữa, mình chính là Hồng Thất Công trong truyền thuyết anh em ạ. Quá được luôn ạ. Chưa đâu. Được. Cho nó chết anh em ạ. Ok anh em nhá. Cũng chả giấu giếm anh em nữa anh em ạ. Đây là đá cầu bóng của mình nha anh em, đẳng cấp không? Đây là buôn mày. Còn mình là Hồng Thất Công nha anh em, đệ tử thứ 51 của phái Cái Bang. Hôm nay thì đã truyền toàn bộ kỹ năng sinh tồn. Đây là đa cầu bóng pháp của mình nha anh em. Hôm nay mình đã truyền cho anh em xem cái bộ môn phái này như là. Làm doanh nhân đẹp trai sạch sẽ thì đéo làm, đi ra đi làm đéo gì. Đòi làm doanh nhân ấy. Ăn mày ăn mấy ai thì làm doanh nhân. Làm doanh nhân sướng của bà, đi ra ngoài đi làm thằng ăn xin, bính thiếu của mẹ. Thì hôm nay đặt cái thử thách này ra. Đúng không? Hôm trước làm doanh nhân rồi, hôm nay lại đòi làm doanh nhân nữa. Nhưng mà tao đã được làm doanh nhân đâu. Thì là sau rồi làm, được chưa? Hôm nay đi ăn xin đã. Mà thôi đi ăn mày. Hôm nay làm đỗ kiểu cáu cáu anh em. Thích làm doanh nhân nha. Tiền không có một xu để làm doanh nhân. Nên lục kia xem có bới gì ăn không này. Doanh nhân nó đẹp trai. Xem có gì ăn không. Quản lên bàn. Khổ quá anh em ạ. Quản lý nó có drip gì. Hello anh em. Cũng nhiều anh em thắc mắc bảo tại sao anh Hậu không làm doanh nhân đi. Hôm trước thì mình làm rồi đấy. Hôm nay thì mình đã thực hiện cái thử thách thử làm Hồng Thất Công một ngày anh em nhé. Là xem có kiếm được cái gì đút vào mồm không. Hiện tại thì anh em có thể xem ấy. Xung quanh mình đây ngoài toàn bãi rác anh em ạ. Tụt bẽ quân đây này. Ăn được, ăn được. Ui hồi. Cái này ăn được rồi. U. Cái này ăn được đấy. Này, trứng con gì ấy? Trứng nhắn, ăn được, cái này ăn được. Ừ. Ăn được, ăn được, ăn được. Ngon không? Ngon. Thế há một phần nút hả? Không. Há một phần nút. Doanh nhân kìa. Doanh nhân kìa. Doanh nhân. Ừ, ăn đi. Thôi, đâu? Đây. Ăn được, cái này ăn được. Được. Đây. Ăn đi. Ăn đi. Tao giấy đi ăn đi. Ăn đi. Giấy làm thế gì? Ê à. Nhớ có tao làm doanh nhân. Bãi rác chỗ mình hiện tại nó không còn cái gì để ăn anh em ạ. Đói là sự nha. Chẳng lẽ bây giờ đi làm đạo tặc. Đây ôi. Ô được cái bánh đậu. Ô ô. Ăn đi. Ô. Được cái bánh đậu anh em ạ. Cái bánh đậu này dễ rồi. Ừ. Ngon. Ăn đi. Không toàn bột thôi. Tói rồi nó dễ ăn được. Nhớ đi kiếm gì đút vào mồm ạ. Cạn độ đấy. Quần này sắp tụt đấy. Kéo đừng quần lên kìa. Đi. Mày. Đừng có đùa với mình. Hello anh em. Hôm nay thì mình ra ngoài bãi rác anh em nhá. Phát hiện ra cái này có thể tái sử dụng được. Đẹp không? Đẹp đấy. Nhưng mà không có hai hồn lạc đâu bộ treo làm gì. Định đeo tí cho nó nghệ thuật. Ừ, gì ngược thì không cớ ấy, đeo. Thế thôi.
Ôi, cảm ơn các bạn tặng ơi. Mẹ. Thì mới thằng cái. Cái thằng cái. Thì mà kia bán luôn cái quả đã ăn được đây. Quả dưa nó bố hỏng này. Có thể đúng. Đi ra kiếm được ít đồ ăn nữa anh em nha. Đói quá. Quái thối mồm mình nha anh em. Trời hả? Có sữa này. Đây, ăn được. Mộc châu. Cái này ăn được không? Uống được đi nhỉ? Xem còn hạn sử dụng không? Chắc hết hạn rồi chứ. Sao đây vẫn đỉ nhỉ? Có thằng làm hộp uống ngon. Tội đéo đít làm hộp. Quá rồi xin hộp. Đây, thằng đít này hộp nhé. Đít là đít quá. Xem có thối không? Chua rồi. Chua chưa? Chua rồi. Nhưng mà chắc vẫn uống được. Cái nhiều dinh dưỡng lắm ấy. Ui mẹ ngon lắm. Ngon. Sạch sẽ tí. Ủa này ấm mình nữa. Ấm nhỉ? Ấm luôn. Tù thảm đấy. Ui. Hết. Mình đã bảo rồi. Chơi bậu cáo không sợ chết đói luôn. Thế bạn có sợ chết đói đâu. Nhưng mà bạn vẫn thích là doanh nhân một tí. Hình như hết hạn này sao ấy. Chua hả? Ôi giờ tháng 4 này. 27 tháng 4 2023 mà. Giờ tháng 12 rồi. Sắp tháng 2024 thì. Thế à? À không, đây là ngày sản xuất mà. Hạn sử dụng đến tháng 10 2023. À mấy cái hạn 2 tháng thôi vẫn uống được. Không tốt không gì. Trời sinh có đường ruột tốt. Có à, uống. No ấy. Mẹ tóc dài vướng vãi. Cứ cắt tươi mọc dài được. Thế bảo đi quán ngon ngon mà cắt không cắt. Ôi ôi đùi thái. Chết. Ôi trời. Mặc được không? Đấy, đẹp luôn rồi nè. Có mặc được không? Có à. Đẹp nhỉ, thử mặc thứ xem nào. Cưới mẹ ra được. Hay cho bạn. Mở khôn đấy. Vậy, độ ích kỷ vậy. Đẹp đấy. Đẹp nhỉ, mới cứng được. Trông mới cứng luôn. Chị luôn đâu ấy rồi. Đẹp đấy. Tối đi nuôi ăn nè. Cô con vẹt chó này. Đẹp cái gì? Đi kiếm mình mẹ độ nó ngon quá anh em ạ. Đi kiếm đồ ăn cho mình, mẹ đồ nó ăn hết đi. Mình trả được cái gì? Gì đây? Ấy, đau à? Ấy, được rồi, được rồi. Xem tí có nhặt được ở đây, quấy dầu gội, em gội bạn cái đầu vắt hết bẩn quá. Thằng cháy mà. 3 năm chưa gội rồi. Bố cắt đi, không cắt. Đẹp chưa? Sắp đẹp rồi. Nó vòng nữa đẹp. Tụt quần đi này. Thằng Yên. Đây rồi. Rồi lại tụt được đẹp. Chắc hẳn đi. Làm sao ấy? Đói quá hay sao ấy? Độ đói ăn quá rồi. Đẹp. Được rồi. Được chưa? Được rồi. Mới có 2 tiếng mà anh em mình chưa kiếm đồ ăn ấy. Độ hiện tại đói quá anh em ạ. Tụt bẹ quần đi này. Cái mình. Mới có 2 tiếng chưa được ăn rồi đấy. Mà sao độ thế cảm thấy đói sao cứ tụt hết quần ra này. Gì ra đói này, bụng còn cái gì đâu. Đây. Còn tao, mẹ ăn còn tao. Mày vớ vào vẫn. Để tao nhặt được ý. Có mình nữa không? Có mình nữa không? Mình ăn quá. Có mình ăn được không? Có không? Đi chợ ngon thế. Xa đáp. Ngon thế. Con này nó vứt đi. Nó nướng lại 2 lần. Thấy bà. Cũng được ấy. Dữ được á. Đắng vậy. Ủa làm là nhìn theo làm. Ui đôi, đôi, có bánh mì của ai này? Nhặt cái bánh mì còn dở, ăn được chứ? Sao? Ăn được không? Bánh mì bơ. Ngon nhỉ? Thế đôi, tôi ăn đầu trên nhá. Ủa mẹ nó mốc như sao ấy? Mốc bá gì? Cấu đi. Đâu gì? Không vì thế. Sợi mốc nhỉ? Này,
Mày suy nghĩ đi. Anh em mình chia đôi tình cảm luôn. Ô, một gang rưỡi. Đây, lắm ông. Mẹ chứ, ngày xưa có tiền mẹ thích thật độ nhỉ. Chả thế là sao hậu. Giờ mà có 100.000 bạn mua nước bạn uống còn sạch. Giờ mà có tiền một tí thôi, bạn chủ thằng nó hại bạn, nó rú tù. Thực ra mà nói được, tiền nó chỉ là một phần ấy. Nhưng cái tình nó mới là cái quan trọng, hiểu chưa? Thằng này nó quay thường bạn sao ấy? Giờ mà có một tí bạn cho thằng này rũ tù. Mẹ nó, địch đã đô được cái mắt. Không. Thằng nó quay thường bạn đụng. Không, đừng. Đâu biết cái ánh mắt của nó thì qua nó nhìn bạn như thế nào. Ôi, cái tình. Cái này phải nói thật. Cái tình mới là cái quan trọng. Tầm giờ đéo tình con gì nữa. Không tình gì nữa hết rồi. Cáu rồi. Thôi. Thôi. Ừ. Chặt đấy. Kem. Báo giãn không bà? Cho cháu xin nghìn. Cháu đuối quá. Hello anh em. Hiện tại thì mình phát hiện ra đây có một cái ví nha anh em. Đây này. Đẹp phết. Xem có tiền không. Ui. Có 500.000 này. Ui. Đôi đôi. Ôi. Có 500.000. 500.000 đấy. Có 500.000. Đưa lại xem nào. Ô, đôi. Đô. Mẹ. Khốn nạn vậy. Mẹ nhớ mặt đi. Mẹ nhặt được con tí tiền thì nó lấy mẹ mất anh em ạ. Đáng nghĩa thì hai thằng thì mình có thể chia đôi nó được. Bạn với chả bè, nó cướp mẹ mất rồi. Khốn nạn, thực sự nha anh em. Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Giàu trước khó sau thế mới đau lòng. Khi xa cơ không còn ai. Khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình xa cơ, thất thế trên cuộc đời, người ta coi mình ra đành xe băng. Đuổi quá. Cho cháu xin 2.000 bảy. Không cho à? Bỏ cái nồi ra người ta mới biết là đi xin. Đã mang bao tội nỗi lên thân ta giờ đây. Kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội nỗi, người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh xa kiếp đó đen. Giờ ta chẳng còn chi, mai trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tại không trắng tay lại vẹn không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai. Lên giờ đây mới đắng cay. Ngồi trước tấm gương sáng dọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Tiền có kim như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tại không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai. Lên giờ đây mới đắng cay. Anh Giai, mình cùng hoàn cảnh với nhau, anh hút thuốc không? Làm điếu thuốc. Làm điếu thuốc. Làm điếu thuốc, hút thuốc không? Anh em mình cùng hoàn cảnh với nhau, toàn chỗ đói rách cả. Làm điếu thuốc, còn ấm ruột. Đây, hút thuốc không? Không hút thuốc. Không hút thuốc. Mày có kiếm được gì không đại ca? Hả? Nói thì sất cái mồm này, còn kiếm được gì? Mày có kiếm được gì ăn không? Đi chơi không? Đi chơi. Đi ra kia xem có khai quật được gì không? Đi. Đi cho ra nhập nhóm luôn. Bà nhóm một cái bang của em luôn. Đi không? Chả anh em nào. Chả anh em cái. Anh Dây. Đúng anh Dây. Chả anh em cái nào. Anh Dây này không kiếm được gì ăn à? Anh em mình đi chơi. Đi. Khổ quá anh em ạ. Đôi à. Nãy bạn hát khan tiếng mà chả được đồng đéo. Chả ai cho. Có mỗi vị huynh đài ra, huynh đài khen họ hát hay gì. Buồn thật đi.
Mày có anh Dài hiểu em ấy. Đúng anh Dài. Ôi dội. Đây con gà to lắm kìa. Con gà kìa, nhớ chưa? Nhớ. Vào tí rồi. Muốn đang đói rồi. Hay là cho anh Dài vào làm cái chuyến công đầu nhỉ? Anh Dài, Dài vào bắt gà. Vào bắt gà không? Ui dội. Trong kia có gà ngon lắm. Ai đây đây đây. Nhảy 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 đi. Giờ đi xem xem. Ôi, vào xem, vào xem. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Ôi, để bạn đứng, đứng bên Dài, bạn bên dưới thôi. Kêu. Quán, chụp quán á. Bắt về nướng ăn. Đang nói rồi. Cứ lấy đi. Yên bạn bên cả chuồng này. Người mẹ. Ui, đuôi, con người. Thôi bỏ mẹ rồi. Thôi. Ui bác ơi. Cháu nhìn gì nữa chứ, cháu nó lấy đâu. Cháu xin lỗi. Ui bác, tha cháu. Vâng. Thằng họ rồi. Nó trốn đi đâu. Thằng mất dậy. Thấy bạn đọc lại trốn. Nó nhìn người phát nó chạy luôn. Nó trốn ở đâu? Bạn đâu có biết. À đây rồi. Thằng chó này. Bạn sao? Có chuyện sao? Nó quất một đít tao phát đây này. Chết mẹ chân này. Biết nhau được sợ quá. Mày và tao chỉ bỏ tao vào nó xem chứ tao chưa bắt. Ê, bạn bè là thế thôi. Có phúc cùng hứng cơ họa thì mẹ thằng nào nó chịu thế thôi. Chứ tình như là nên đeo. Đi mày nói tao nói đeo rồi. Con to rồi. Mẹ nó đi đeo trời đất. Đi thôi. Nghĩ. Sao? Đi bắt lốt gà đi. Mày chưa sợ. Nhạc chết. Mẹ đói rồi mẹ. Đi. Lần sau không làm ăn máy nữa. Làm doanh nhân nhé. Lần sau làm doanh nhân. Ok. Doanh ok. Lần sau làm doanh nhân nhé. Yeah. Nhưng mà hôm nọ mới làm doanh nhân rồi. Thì làm doanh nhân. Lần sau làm đại gia. Đại gia. Ok. Đi nhà hàng. Có tiền đéo đâu đi nhà hàng. Đại gia. Hú ghê nhỉ. Mà đại gia trên đất. Mới đi phải. In the club, party rock. Look up for your girl, she on my top. Now stop, where we in spot. Booty moving weight, she on the block. With a drink, I got some long tight jeans tattoo, cause I'm rock, rock. Half black, half white, diamond now. Và nếu các bạn cảm video là hay, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Hậu Cáo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Hậu Cáo. Chào tất cả anh em. Bye bye, chào nha, bye bye anh em. Bấm đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nha.